Xin chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với channel Bất Thường Gaming. Và hôm nay mình lại tiếp tục với iSoJo. Thì dạo gần đây mình khá là thích chơi game này. Có lẽ trong video của mình chỉ quay khoảng 1-2 tiếng đồng hồ gì thôi, nhưng mà mình đã chơi đến tầm 13 giờ đồng hồ khi mà không quay video rồi. Thì chủ yếu là mình thu thập nguyên liệu và mình chuẩn bị cho cái video tiếp theo mà thôi. Thì trong lúc mà mình đi thu thập nguyên liệu, mình phải phục cái tài, gọi là cái tài mà nhìn bản đồ ngu của mình luôn. Mình đã chơi lâu lắm rồi, và cuối cùng khi mà mình nhìn lên bản đồ này, mình đang tìm cái xẻng màu cam cam ở trên bản đồ này. Cái xẻng màu cam cam ở trên bản đồ này này. Lúc trước giờ là mình không biết có cái chỗ này luôn á. Thì cuối cùng mình cũng tìm ra được một cái con đường bí mật dẫn vào trong đây. Vâng. Và đây chính là cái máy để mà gọi là xuất hiện cái em gái giống bên cái chỗ mà của em Elephu á. Thì có cái máy này ở đây. Ở một khu vực thì sẽ có một cái máy như vậy. Và mình hoàn toàn không nhận ra nó luôn cho tới tận bây giờ. Mình cũng thấy chịu mình rồi. Ghê. Thì hiện tại là mình có rất là nhiều pin. Vì vậy mà mình sẽ bỏ pin vào trong cái máy này để tạo ra thêm một em gái nữa nha. Rồi, mình có tất cả là 9 cục pin. Bắt đầu thôi. Trăng trơn. Vâng, và em ấy đã xuất hiện. Em ấy tên là Ramia. Rồi, xin chào. Nè nè, koko wa doko? Kimi wa donata? Em ấy đang hỏi là em ấy đang ở đâu và mình là ai. À, yappari kotae nakute ii ya. Không cần trả lời cũng được rồi. Muzukashii koto kangaete mo wakannai shi. Tại vì hiện tại là mình cũng không biết là mình đang ở cái chỗ quái nữa luôn. Mình chỉ biết mình đang ở trên một cái hòn đảo thôi. Rồi, bây giờ là chúng ta đón chào một thành viên mới. Hiện tại thì mình vẫn chưa chuẩn bị đủ đồ. Và mình chưa có đồ gì cả. Đợi mình chạy về nhà và mình... Ê, chết, hơi giật. Để mình chạy về nhà mình lấy đồ mình đưa cho em ấy. Mình chưa có làm sẵn. Nhưng mà mình nhớ mình có một cái cúp. Đây. Cái cúp đây. Em máy đâu rồi? Phục soi máy vẫn chưa. Chắc là mình phải nói chuyện à. Rồi. Nani? Mình sẽ hỏi em máy là em máy thân như thế nào rồi. Daijoubu. Rồi, vẫn khỏe. Tại sao em này vẫn gọi là thân thiết với lại cái em San kia được? Cả hai người chưa gặp nhau lần nào mà. Đồ ăn thì chắc mình chưa cần đưa lì đâu. Nếu mình đưa sớm thì cũng như vậy thôi. Rồi. Đây, mình sẽ đưa hết đồ của mình. Găng tay thì đã có sẵn rồi. Hiện giờ là mình chưa thể nâng cấp được. Tại vì mình cũng không biết là mình có đủ nguyên liệu để nâng cấp mấy cái vũ cái này không phải là gọi vũ khí mà mấy cái dụng cụ của em ấy lên không. Đây một cái xẻng. Mình cứ để em ấy sử dụng cái đồ màu trắng này đi, cho đến khi mà kinh nghiệm cao hơn thì sử dụng mấy cái kia cũng được. Ôi sao mình lại làm một cái cúp nữa. Trời ơi. Quên mất là có cái cúp rồi. Mình phải làm cái cần câu mới đúng. Đây như các bạn có thể thấy là bây giờ không còn những dấu chấm hỏi trong đây nữa, mà là tất cả mọi thứ đã được khai mở hết rồi. Những cái nguyên liệu mình có thể chế tạo được. Đây. Em này tất nhiên là phải nằm trước em Elephu rồi, tại vì cái khu vực này là khu vực mà mình mở trước. Rồi mình đã trang bị đầy đủ vào. Đấy, mấy em kia thì mình đã nâng cấp trang bị full rồi. Ủa?
Hả? Tại sao Canary là chưa được nâng cấp cái găng tay lên nhỉ? Tiểu ba cái cao su. Có liền. Cao su thì mình có nhiều lắm. Mà mình sẽ sớm nâng cấp trang bị cho em Raimiya thôi. Em ấy là ở trong tộc miêu nhân. Các bạn đừng hỏi tại sao phản ứng của mình hơi bị nhạt khi gặp em ấy, tại vì mình đã phải mất đến vài tiếng đồng hồ để mà mình mất đến vài tiếng đồng hồ để mà mình tạo ra em ấy ở trong cái phần tạo nhân vật. Rồi. Mình đã có thể thu thập được rồi. Tiếp tục trồng lên nào. Cái này có thể chế được mấy món ăn cho nên là mình bắt buộc phải thu thập. Cái loại cái quả màu đỏ đỏ này cũng cái quả đó đâu. Đây. Cái trái này thì có thể làm được cả nước ngọt nữa. Rất là tuyệt vời luôn. Rồi. Mình sẽ thu thập cái màu xanh này. Không thể bỏ phí những cái màu cam với màu xanh được. Mà cái vùng đất bên đây thì cái chỗ mà để mình xây nhà nó hơi bé một tí, cho nên là mình quyết định là kể từ nay thì mình sẽ qua bên kia xây nhà luôn. Đúng rồi, kỳ này mình tính qua bên cái hòn đảo mới, nhưng mà chắc là mình sẽ gọi là mình sẽ rồi bắt mấy con bé về thử. Mình sẽ bắt mấy con thú như là con gà và con mèo về thử xem như thế nào. Nhưng mà trước đó thì mình cần phải rắc cái lồng này. Cái lồng này có thể bắt được động vật. Đấy. Rồi. Đó, mình đã có trong tay cái lồng. Có cần phải trang bị hay gì đâu không? Mình nghĩ là chắc là nó sẽ không có trang bị gì đâu. Rồi. Trước hết là mình cần phải làm một số cái máy, như cái máy chế tạo bét chẳng hạn, cái máy để mà hợp thành mấy con bét lại. Đây vào đây đâu đâu đâu, vào đây xem luôn cho nó gọn. Sắp tới thì mình cũng sẽ nâng cấp cái căn nhà của mình lên luôn cho nó gọi là nhìn nó sang trọng hơn chút. Mình đã có rất là nhiều nguyên liệu rồi cho nên là mình không để cái căn nhà của mình như này nữa. Đây 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 chính là cái máy mà mình muốn tạo này. Đó, mình đã có đủ nguyên liệu rồi, mình có cả pin, là pin có tới 8 cục lận. Sau khi mà mình trang bị item xịn cho mấy em gái xong thì mấy em ấy có thể lấy pin về giùm mình. Cả cái máy nghe nhạc này nữa. Cái máy nghe nhạc thì chắc là để sau đi. Cái mà mình hôm ngày hôm nay mình muốn làm chính là đây cái chuồng cho gà nữa này. Lát nữa mình sẽ bắt gà về. Chuồng cho gà thì cần phải có cái hợp kim. Hợp kim. Đây, hợp kim đây. Rồi, có hợp kim rồi. Vào. Và mình sẽ làm luôn cái chuồng gà. Cái chính bây giờ là nên đặt cái này ở đâu đây? Rồi. Cái máy chế tạo bét này thì mình vẫn chưa hiểu cái công năng của nó là cái gì. Tôi đặt nó ở chỗ này đi. Làm sao để di chuyển nhỉ? Ở đây cách di chuyển hơi chậm một chút nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Ở phía sau thì vẫn còn rất là rộng. Chắc là mình sẽ đặt cái này ra đằng sau. Ở một cái nơi nghiên cứu tách biệt. Nào. Thôi đẩy ra phía sau thì nó hơi chậm một chút, nó hơi khó. Rồi. Rồi. Rồi sò. Tiếp đến là cái này. Cái chuồng gà. Cái chuồng gà thì chắc là mình cũng sẽ để phía cuối cùng luôn. Nó để một khoảng cách xa xa so với lại cái máy kia. Rồi. Chỉ có cái không gian này nó rộng mình mới đặt đủ được hai cái món này thôi, chứ ở bên kia thì nó quá là chật rồi. Để mình xem thử coi cái máy hợp thành bét là cái máy gì.
Ồ, mình có thể hợp thành mèo với lại cả cá này. Mèo với lại kiêu bì. Kiêu bì là cái gì ta? Cổ vĩ à? Master. Master là con gì? Bướm và cả tinh linh bóng tối. Ủa, có mấy con này tồn tại ở đây à? Master. Tại sao mình không hề biết luôn? Mình không hề biết là có cả kiêu bì. Cổ vĩ à? Có cả cổ vĩ sống ở đây, tinh linh của bóng tối và cả Dark Master nữa. Thôi rồi ơi, à khoan 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 khoan, à, để mình xem bản đồ một chút xem. Em Ramia đang ở đâu vậy? Em ấy đang ở bên khu vực ở bên kia. Hy vọng là em ấy cũng đến đây luôn, à, giống như là hai em. Ủa mà nhớ em Elephant với Canary đang ngủ ở chỗ này mà đi đâu mất tiêu rồi? Hả? Ủa, tại sao? Mình không hiểu tại sao có nhà mà hay này không chịu ở mà lại nằm ở cái nơi như này, giường êm nệm ấm vẫn chẳng phải tốt hơn hay sao? Chịu thua luôn. À, kệ hai em ấy đi em, hai em ấy thích ở đâu thì ở. Mà Viễn là ở gần cái khu vực này để mình dễ quản lý á, gọi là lối sống sinh hoạt với lại cả ăn uống là được. Hay mày không bao giờ chịu ăn cả, trừ khi nào mà mình bảo ăn mới ăn thôi. Rồi, mấy cái này thì cất vào bớt đi. Cái lồng chắc là nằm chỗ dụng cụ. Ta lấy cái lồng ra. Ê. Rồi, đây chính là cái hạt. Ủa? Hoa cải chỉ mới có 9 hạt thôi à? Cái 9 hạt như thế này có đủ hay không? Để mình để cho chắc chắn mình nên làm 10 hạt luôn đi. Đây một hạt nữa này, mình có rất là nhiều là cái này gọi là bắp cải trắng à. Có rất nhiều bắp cải trắng cho nên mình có thể lấy được mấy cái hạt bắp cải trắng, hạt hoa cải trắng này. Rồi gà thì chắc là chỉ nằm ở cái khu vực ở bên khu rừng này thôi, chứ mình thấy bên khu vực bên chỗ có máy phát điện, khu vực này giống như khu vực dân cư này thì nó không có những cái con sinh vật. Ở đây gà đây rồi. À. Nào đừng có chạy. Đừng. Nó chạy như thế này sao mình bắt được? Phải cho nó ăn cá nữa chứ. À, không, may quá có cái rương trong đây, mình không phải đi lâu. Cá thì hình như mình nhớ mình có câu được con cá gọi là cá mèo. Chắc là với cái loại cá này thì mấy con này sẽ nhanh thôi. Mình câu được rất là nhiều cá luôn này. Trong đó có cả mấy con cá 1 cam là cá xịn nữa. Ơi mèo ơi, mèo đâu rồi? Mèo ở đây, mèo đây. Ủa rế. Ok à, con này mới được à. Rồi mèo. Ủa đơn giản vậy hay sao, sao chắc là mình đã sử dụng hết một cái gọi là cái lồng rồi đúng không? À khoan, mình có ít item cho mình có thể xem đây. Rồi vậy là mình đã bắt được cái con mèo đó và mình cần phải tốn một cái lồng để có thể bắt được con mèo. À, hơi bị tốn kém khi mà bắt bét đây. Rồi mình có 2 sợi dây thôi, mình có thể làm được 2 cái lồng. Và mình sẽ bắt khoảng 2 con gà. Không biết game này có giống Minecraft, chúng ta chỉ cần bắt 2 con gà là có thể sản sinh nó ra được thật nhiều không? Gà đâu rồi? Gà ơi! À, thu thập nguyên liệu cái. Cái những cái cành cây chỗ bắt sâu bọ như thế này thì có thể thu thập được rất là nhiều đồ để bắt bét. Để câu cá. Câu cá thì mới bắt bét được. Em này ở đây có chuyện gì không? Chắc là mình vẫn chưa cần đưa đồ ăn cho em ấy đâu nhỉ? Nhớ không lầm là gà bên đây nhưng mà bên kia chỉ có 1 con mèo. Ở đây 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 rồi. Con gà nằm dưới đây. Gà ơi, gà ơi.
Con gà xẹt ra hai cái cánh. Ơi, đừng có chạy. Đứng lại mày. Ủa? Là con gà này là con gà kiểu mà mình không bắt được nó à. Cái con gà tồn tại ở chỗ đó chỉ là cái con gà mà mang tính hiệu ứng mà thôi, chứ con gà đó mình không bắt được rồi. Ê, vậy là mình chỉ có thể bắt được một con gà ở đây thôi sao? Kỳ vậy. Rồi, ở đây có một con gà nữa. Gà ơi, đừng có chạy. Hả? Kìa vậy? Không bắt được à? Mình nhớ bắt được mà ta. Thôi rồi, mình sẽ đợi nó dần chạy lại để mình tiếp cận nó thử xem. Ồ, Ramia đã ngủ rồi. Mình không hiểu lắm là tại sao mình lại không bắt được gà. Mình nhớ là hôm bữa có hiện lên cái mà mình cho nó ăn hoa hạt hoa cải là được mà ta. Đây mình có mang theo 10 hạt hoa cải này. Hay là do mình đã sở hữu con mèo rồi cho nên là còn được bắt nữa, một ngày chỉ bắt được con thôi à. Ê, vậy thì mình sẽ đi tìm những con gà khác nhé, để xem thử là có bắt được chúng hay không. Ô, bây giờ lại có thể bắt được con gà này. Mình cũng không hiểu luôn. Rõ ràng là khi nãy mình đã ở cái chỗ này và mình có tìm cách để bắt con gà nhưng mà lại không được. Ồ, vậy là rất có thể là khi con gà bình tĩnh thì mình mới bắt được. Thôi, mình sẽ đi bắt thêm một con nữa cho đủ cặp. Thôi, được rồi, mình để bắt cái con gà này. Rồi, voi, chui vô đi. Chui vô đi gà ơi. À, mấy cái game nào mà có động vật như thế này là mình cảm thấy thích rồi. Mình rất là thích nuôi mấy con động vật luôn. Mèo thì mình chưa thể bắt được con thứ hai. Hiện tại là mình không có đủ dây để làm lồng. Rồi bây giờ thì mình sẽ đưa mấy con gà này về. Đưa hai cái con gà về và mình bỏ vào chuồng gà xem nó có thể sinh sản ra được không. À, mình muốn là có thật là nhiều gà ở trên hòn đảo này. Rồi. Mình có thể lấy trứng từ đây. Ô, rồi mình sẽ cho hai con gà vào. Ô, một cái khu vực, một cái nhà mà để nuôi gà như thế này thì có thể chứa được hai con. Rồi. Đó, mình đã cho hai con gà vào rồi. Nhưng mà nhìn con gà thì nó giống con gà trống quá nhỉ. Gà ui, thôi đáng yêu quá. À, đâu mình có thể đặt tên cho nó đúng không? À, đây, con gà này mình sẽ đặt tên là gà 1. Đây sẽ là gà 2. Rồi. Đấy, vậy là dễ phân biệt rồi. Hy vọng là nó sẽ đẻ thật nhiều trứng và mình có thể dùng cái trứng gà để mình làm ra được nhiều con gà khác nữa. Rồi, còn con mèo. Ở chỗ này thì đã có cái con QB ở đó rồi. Để mình thả mèo ra nữa cho nó nhộn nhịp chút. Cái nhà để nuôi chi nuôi gà đó thì không thể bỏ mèo vào được nhỉ. Đây rồi. Rồi thêm một cái nữa mình sẽ để nó nằm lùi vậy phía sau. Cái màu này thì giống màu kia quá, đổi thành màu khác. Đó. Tím thì đậm quá, tím này đi. Rồi. Thế là mình đã để thêm một cái nơi nữa, lần này là sẽ là mèo. Rồi, mèo. Mình sẽ cho nó đi tự do nhé. Mình sẽ để mèo ở đây cho mấy em gái có thể chơi với mèo được. Mèo là một sinh vật rất là đáng yêu. À, đúng rồi, mình sẽ đặt tên cho con mèo này. Name mình. À, tên của nó sẽ là... Thượng... Ủa?
Rồi, không gõ dấu được các bạn ơi. Thôi à, được rồi. À, ghi vậy là tự hiểu rồi. Để tốt. Em Canary vẫn đang ngủ. Cái con... Con Kirby là cái con này à. Mình cứ tưởng là con của vĩ. Rồi thế thì cái con này là mình có thể lấy thêm một con nữa đấy. Khoan, mình tắt cái Unikey cái nữa. Mình có thể lấy được một con nữa, đúng rồi. Mình có pin thì mình lấy được. Tại là... chắc mình để trong kho chứ mình không để ở đây. Pin đâu? Pin đâu nhỉ? Pin chắc là nằm trong nguyên liệu thôi. Đây đây đây. Trời, mình cứ tưởng là mất hết rồi. Rồi mình sẽ vào cái máy chế tạo bếp thì mình xem có thể kết nối được con nào với con nào hay không, có thể tạo kết hợp con này giữa con nào với con nào để tạo ra bếp hay không. Con mèo. Nãy mình mới vừa thả con mèo ra mất tiêu rồi. Cả con mèo với con Kirby nè. Con robot cũng được. Ok vậy thì đâu. Ê, dây dây dây, mình có thể làm dây. Mình có thể làm dây, dây từ mấy cái dây rêu, rong rêu ở trong rừng. Rồi, thêm một cái lồng nữa. Cá mèo đã đầy đủ luôn. Bây giờ mình sẽ ra bắt thêm một con mèo. Sau đó mình sẽ đến cái chỗ nhà máy để đem thêm một con Kirby về nữa. Và kết hợp hai con này vậy với nhau xem. Biết đâu có thể ra được một con mèo máy. Đồ ra chấm 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 thì sao? Yoshi, Yoshi, mèo ơi, vào đây. Ngoan lắm. Rồi, mình đã lấy được con mèo. Bây giờ thì mình sẽ qua bên khu vực bên kia. Có cái đường tắt nào không nhỉ? Chắc là không rồi. Nếu mà mình đứng bên đây thì không có đường tắt. Có lẽ là cái phòng này nó hơi sáng chói quá. Với lại đã hơi muộn khi mà mình giải thích về cái trang phục bây giờ của mình rồi. Bây giờ mình đã trở thành nàng tiên đầu cá và cầm đèn dạ quang. Mình không hiểu tại sao mình có thể làm được cái mũ mà có con cá trên đầu như thế này luôn, nhìn rất là buồn cười. Rồi, có 8 cục pin. Kích hoạt thêm một con Kirby nữa. Mình có thể lấy Kirby vô hạn ở chỗ này được, chỗ này luôn. Có thể lấy Kirby, Kirby với cả cái con thương thượng này đang đi cùng với mình. Mình rất thích nuôi mèo, nhưng mà tại sao nhìn con mèo nó cam, nhưng mà nhớ con mèo. Lúc mình bắt về nó màu nâu mà. Sau một khoảng thời gian nhất định thì con Kirby nó là slide xuất hiện chỗ đó nữa. Ra đây nào. Đến đây. Mình không thể ngồi xuống được để có thể chiêm ngưỡng cái khuôn mặt của hai con bé của mình. Rồi mình sẽ đi về và kết hợp Kirby với mèo. Rồi mình đã đến được nơi và bây giờ mình sẽ hợp thành bé lại. Đây. Nè cô thăng cừ. Mèo tăng à. Đâu để xem coi mèo tăng là mèo như thế nào. Nhưng mà mình phải gọi là khoan khoan khoan, em Elifu đang vào tắm. Hình ảnh nó không thể nào mà để lộ ra ở trên YouTube được. Rồi 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 rồi. Mình cần phải làm một cái gói thì mới được. Nhưng mà ở chỗ này đã có hai con bé rồi. Mình sẽ đặt một con bé ở bên đây nhé. Ở bên khu vực này thì nó hơi trống vắng một chút. Bên khu vực kia thì có nhiều thú cưng quá rồi. Gà với mèo chắc là trong tương lai mình sẽ lại bắt được thêm nhiều con nữa mà mình hợp thành chúng với nhau. Có vẻ là mình đã tìm ra được mục tiêu của mình rồi, đó chính là hợp thành hết tất cả bét lại và khiến cho nơi này trở nên nhộn nhịp. Đó. Em Ramia đâu rồi? Eto.
Em Lê Phương thì đang ở trên đây. Em Canary thì ở ở dưới này. Mình lại không tìm thấy em. Đây à. Rồi. Mình vẫn phải kiểm tra để xem là mấy em ấy đang ở đâu. Tại vì khi mà mình sử dụng cái bảng này thì nó sẽ có nó có thể gây ảnh hưởng nếu mà mấy em ấy đang ở trong khu vực này. Nghĩ là chắc phải đặt cái cushion, cái gọi là cái gối đệm ra thôi. Đâu? Đây đây đây. Sẽ đặt ở bên cạnh cái chỗ mà bàn chế thuốc đi. Màu của nó sẽ là màu trắng. Rồi. Đã đến lúc đặt con mèo tăng ra để xem mèo tăng nó sẽ có hình dạng như nào. Wow, nó là một cái con mèo mà được đánh giá là 3 sao luôn và có thể bán với giá 520 đồng. Nếu mà mình bán cho em San thì mình sẽ được cái số tiền để mình có thể đổi item với mấy. Hả? Hả? Nó hơi sát. Nó hơi khác so với cái sự tưởng tượng của mình. Cái bạn mèo tăng hóa ra là như này à. Ôi giời ơi. Hóa ra đây là mèo tăng các bạn. Ok. Rồi 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 mèo tăng. Để mình đổi tên thành tiếng Việt cho nó dễ hiểu chút. Mèo tăng. Ôi ơi mèo tăng. Cái này đúng nghĩa đen là mèo tăng rồi. Đến đây nào mèo tăng. Ôi ơi. Không biết kết hợp mấy con khác lại nó sẽ như thế nào. Em Canary rất là thích mèo. Mình thấy có lần em ấy còn lấy cá để cho mèo ăn nữa. Rồi vậy thì cái mục tiêu mà hôm nay mình muốn hoàn thành nó đã được hoàn thành rồi. Em ấy đang vẫy tay chào mình kìa. Trong lần tới thì chắc chắn là mình sẽ đi đến cái hòn đảo tiếp theo. Còn video này mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu mà các bạn thấy thích video này thì hãy bấm cho mình một like, đăng ký nếu các bạn là người mới và đừng quên lướt vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất đến từ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye!